Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Tiệm Máy Nổ Hoàng Dân. Hôm nay là ngày 9 tháng 11. Hôm nay thì cửa hàng chúng em xin giới thiệu tới các cô chú anh chị là cái bộ KRA85. Cái bộ này thì nó gác đầu máy EA10 nha anh em. Bộ này thì mới về hôm bữa anh em ơi. Giờ nó nằm trong góc rồi. Thôi em quay em test máy trong góc cho anh em xem. Khỏi chạy tới chạy lui. Tại cái bộ này hôm bữa về có chạy vô đây rồi. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ cái bộ vàng này cho anh em xem. Rồi em sẽ test cái máy con máy EA10 này nha. Thì cái bộ này chưa rửa gáy gì luôn nha anh em. Nó mà nó còn đẹp vậy nè. Vô lửa còn đang thui luôn nha anh em. Thì cái đầu máy EA này nó có đề nha anh em. Đầu máy này nó có đề EA10. Rồi để em xem coi cái bộ này nó bao nhiêu RAM cho anh em mình dễ xài. Ba năm 7, 9 răng, 9 là 18 răng anh em ơi. Đó, cái bộ này nó là 18 răng. Rồi sau bây giờ anh sẽ test máy nha anh em. Test cái máy EA10 này cho anh em xem. Rồi anh em ơi, máy nổ rồi anh em ơi. Thì em quay máy cho nên là có một tay không có quay cận thụ quay cho anh em được đó, thì bây giờ máy nổ rồi. Máy chạy rất ok cho anh em, không có khói luôn nha đó, cái máy này còn rất là êm luôn. Anh em thông cảm nha, tại con này nó nằm trong kẹt rồi đó. Dần tới giờ chắc theo hàng hết rồi anh em ơi, cho nên là không có đẩy ra để chạy tới chợ luôn cho anh em xem. Anh em cứ yên tâm, bộ này thì cho chạy rồi đó, thì hôm bữa xuống hàng thì cũng có cho chạy vô đây rồi. Này nó có đề nha anh em. Đây, số đây. Rồi, thôi giờ em sẽ tắt máy nha anh em. Đèn ở nó không muốn tắt luôn rồi anh em ơi. Đây, máy móc thì anh em khỏi chê nha, rất là ok luôn. EA10. Con này nó tới 8,5 ngựa nha anh em. Nó tới 2,4 để tua.
hết công suất luôn là 2560. Con này còn rất là êm luôn. Đây cái chỗ này là để cái bình mình đề á anh em. Đây máy móc rồi là zin hết nha anh em. Rồi anh em nào yêu thích con này thì liên hệ tới số điện thoại góc trái màn hình giùm em nha. Đó, thì anh em muốn mua đầu máy thì cũng được luôn. Đó, mình em nếu mà được thì sẽ cắt đầu máy luôn anh em ơi, không sao hết. Còn anh em nào muốn mua nguyên bộ thì mua nguyên bộ. Đây. Còn mít tinh luôn nha anh em. Đó, còn bảy màu luôn nè, ốc tán là còn bảy màu luôn. Rồi anh em ơi. Đó, thì con này là KRA85. Đầu máy là E10 nha anh em. Rồi giới thiệu em sẽ giới thiệu tới các anh em là cái con cái bộ vàng KR850. Đây. Bộ này thì có về hôm bữa rồi. Nhưng mà còn nằm bên bển chưa để qua đây. Đó, thì hôm nay để qua đây rồi nè. Đây để em coi coi nó bao nhiêu răng sới. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 răng sới anh em ơi. Cái bộ KR850 thì nó là 16 răng. Đây một con nữa nè anh em. Hai con này thì mới về. Sơn nè. Còn rất là đẹp luôn nha anh em. Con này rửa gáy là đẹp liền. Rồi dưới ngoài đây thêm một bộ nữa anh em. Cái bộ này là bộ K700. Đây. Em nó đang rửa gáy nè. Gác đầu máy ra 85 nha anh em. Đây, chuẩn bị rửa gái cho sạch sẽ. Bộ này cũng mới về luôn nha anh em. Tay xi nè, còn còn xi nóc luôn nha anh em. Giờ tắm rửa sơ cho nó sạch sẽ một chút anh em ơi. Đây để em kiểm tra coi cái bộ này nó bao nhiêu răng sới nha anh em. 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái bộ này là 18 răng nha anh em. Bộ K700 á thường là 18 răng. À anh em thấy không? Rửa ra một cái là lộng lẫy liền. Lộng lẫy. Cái này nó bị mất chút xíu nha anh em.
thì toàn bộ là zin hết nha anh em. Đây ốc tán nè, thấy không, bộ lửa không tinh luôn nha. À, nè thấy không, đây bộ lửa là trắng tinh luôn nha nè, còn nguyên xi luôn, zin luôn nha. Cái bộ này là còn zin hết luôn nha nè. Cái này mớp chút đỉnh thôi anh em ơi, cái này mình chỉ cần xử lý nhẹ là ok. Sơn zin luôn nha nè. Bộ này vậy cũng lâu rồi, hỏng gài rồi mà chưa có thời gian mà là đem ra mà để cửa gái rồi cho anh em xem rồi nữa. Đây bên trong bình dầu nè anh em thấy không, trắng tinh luôn nè nha, nó không có dùm nè, thấy trong này mà tại trong tối quá đó. Tắt nước rồi, chưa có nước luôn anh em ơi. Con hàng này là bao zin nha anh em. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Đây dàn sới nè. Sừng là ok nha anh em. Đó, còn rất là mới luôn. Rửa ra cái là sạch sẽ là đây nè, ngóc nó còn xi luôn nè. Xi nóc luôn nha anh em. Rồi thôi, video chúng em tới đây xin kết thúc nha anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo và video mới nhất. Địa chỉ cửa hàng chúng em thì nằm ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nằm cạnh quốc lộ này 2 chân cầu vượt nha anh em. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Xin ân ái chào tạm biệt.